Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Cardio. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Hôm nay thì Khôi giới thiệu đến anh em một đôi loa rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Cặp loa đến từ nước Đức quốc xã, nó là Compact Box 230. Một cặp loa này rất là đình đám và cái chính ở đây rất là hay. Thì cặp loa này có thêm một điểm nhấn nữa, toàn bộ là màu đen đây nè, nên nó cũng rất là khác biệt với những cái cặp loa trước Khôi đã bán, những cái dòng loa Đức vừa rồi, thì nó sẽ mang cái giá trị sưu tầm cho những người thích độc lạ. Rồi, và cái chính ở đây là nó rất là hay ha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ đưa máy gần để em cùng xem cặp loa ngày hôm nay. Đây nè, rất rất đẹp luôn, rất tuyệt vời ha. Mấy chỗ này là bây giờ này không chùi luôn, anh em nhìn kỹ rất đẹp. Nhìn cái bát này là biết nó hay nè, râu bạc cho em nha. Thiết kế hai đường tiếng, dòng là dòng bóc xéo của em, nhưng mà là thiết kế là vỏ gỗ ha. Thì chắc này là chất đông, cái căng của nó ha, rất đẹp anh em nhìn nè. Cặp loa rất là mới luôn, khủng khiếp luôn ha. Đây khi mình đẩy lại thì nó là như thế này đó, rất là tuyệt vời nè. Rồi con sẽ quay luôn cho anh em xem cái phía sau luôn nha. Đó, rất đẹp, nhìn nè, gốc cần nó vuông vức, phía sau còn tem đầy đủ nè, và đúng cái LR luôn. Bên này L này đánh dấu này ha. Đây, Box 230 anh em ha. Nó là Compact Box. Thì các cái thông số cơ bản của nó 25-40W maximum là 40. Tần số của nó 35, dạy tần đó, 35 cho tới 25.000 Hz. Rất là dễ ghép. Thì nó là 5 ohm nha, 5 ohm anh em. Trên này thì nó có để là 4-8 ohm này. Còn cái thông số chính thức của nó là 5 ohm ha. Rồi, bát 2 tấc anh em nha. Đó, rất là ok. Rồi, Khôi gửi ra cho nó đẹp anh em nha. Đây, anh em xem làm lần lượt này. Bát 20 anh em nha. Trong ruột nó 18. Trong ruột nó 18, nhưng cả vì là 20. Nói rõ để anh em lưu ý. Bên này còn vài nè. Về tình trạng là bao zin và đẹp anh em nha. Đây, anh em nhìn nè. Rất tuyệt vời. Cụ rất to nè, cụ to vậy nè. Nha, cái cụ nó giống với cái cặp loa mà hôm trước Khôi bán á, cặp Rundit á nha. Đó. Đây, rất là R này anh em ha. Rất là tuyệt vời. Tem đồ đầy đủ ha. Rồi, Khôi tháo cái cụ cho anh em cùng xem ha. Cụ rất to, rất tuyệt vời nè. Đây, cái cụ của nó này anh em ha. Ở ngoài được bọc nhựa anh em. Đây là cái dòng cụ rất là cao cấp luôn. Rồi, đây là cái chép. Đó, anh thấy không? Rất là to. Rất là tuyệt vời. Nên là nó sẽ rất là hay. Rồi, phân tần nằm ở đây nè. Phân tần ở đây rất là gấu luôn ha. Các dòng Đức thì có phân tần ở đây. Còn bông mút thì rất là còn mới luôn. Đó, anh em cùng xem. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Tính không tháo, nhưng mà thôi tiền tháo cho anh em cùng xem. Tại vì nó cũng có mấy con vít thôi nha. Rồi. Vì lỡ thương nhau nên đôi mình đành đau khổ.
Cái dòng loa cổ của Đức, anh em lưu ý là loa cổ ha, thì nó rất là hay. Thì cái cặp loa này có cái mức giá cũng cực kỳ dễ thương luôn, phải nói là hợp lý anh em. So với chất âm thì giá này anh em hoàn toàn chơi tốt luôn, 6.500.000, thật sự là rẻ so với chất âm mang lại. Cái nhược điểm của cái loa Đức là cái máy nó nhỏ, nhưng mà bù lại cái chất âm nó rất là nội lực, rất là hay anh em. Có đang đánh bolero đó, nhưng mà rất là tuyệt vời rồi. Anh em nghe thử qua điện thoại, có ấn tượng, có một chút cảm nhận thì thực tế nó sẽ rất là hay. Cặp này quấn đèn càng hay nữa anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em. Anh em nào thấy hợp lý thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu. Đã theo dõi, đã yên tâm thì chuyển khoản, Khôi ship hàng tận nơi. Còn nếu mà ngại thì cọc trước cho Khôi 30%, phần còn lại bưu điện thu hộ nhé. Còn ở Sài Gòn cho địa chỉ hoặc ghé lấy đều được đây. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em những clip sau.